Chào các bạn, mình là Phim Center. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa vô cùng đặc biệt đến từ nước Ý. Đó chính là chai nước hoa Unum Ionon Humani Chemi Acaresino Ivolto. What the fuck? Cái tên thì nó rất là dài và khó đọc. Mình phải mất thời gian rất là lâu mới thuộc được cái câu này. Mình nghĩ là đây là một trong những chai nước hoa mà cái tên mà nó dài nhất thế giới luôn á các bạn. Mà các bạn nhìn sơ qua đây thì cũng đã thấy được cái sự độc đáo và rất là dị biệt của chai nước hoa này. Đây là cái hộp của nó. Cái hộp thì giống như là một cái quyển sách được mở ra rất là đặc biệt. Cái nắp chính là cái mà tạo cho chúng ta cái ấn tượng nhiều nhất. Ai nhìn thấy cái chai này cũng hỏi là cái nắp nó như vậy hay là mình chùm cái thêm cái miếng vải lên. Mà cái nắp nó như vậy nha các bạn. Ở trong này đó, cái nắp nó là cái miếng gỗ nè mà người ta chùm thêm, dán thêm cái miếng vải vô. Nhìn nó rất là ma mị và bí ẩn cái kiểu gì á, nhìn rất là hay. Thì ngoài cái nắp này ra thì hãng còn cho chúng ta thêm một cái nắp và nắp travel nữa, nó như thế này. Cần đi đâu mà cần sự gọn nhẹ và tiện lợi thì mang nắp travel như thế này để khỏi phải bỏ cái nắp bự nó vào. Đây cái hình dáng bên đây là cái hãng Unum. Và đây là cái tên chai Ionon Humani Chemi Acaresino Ivolto. Cái nồng độ extra de perfume. Còn mặt sau này là cái hình ảnh của một cái linh mục. Unum là một nhà nước hoa indie ở Ý. Nó khác với NYX và designer thì indie là một những cái hãng nước hoa mà tạo nước hoa giống như gọi là làm ra cho vui á, làm ra để thỏa cái niềm đam mê mùi hương của những cái người chủ sở hữu đó thôi, chứ không phải là mang mục đích thương mại. Nên là nó sẽ có những cái điểm khác biệt, những cái điểm đặc biệt riêng của cái người đó mà mang cái phong cách cá nhân rất là nhiều. Hãng này là của một nhà kiến trúc sư và nhà nhiếp ảnh tên là Filippo Socinelli, người Ý. Thì bởi vậy các cái sáng tạo của ông thì chúng ta thấy được một cái nét rất là nghệ thuật ở trong. Giống như mình có hai chai, đây là chai Unum này và cái chai Unum màu đỏ tên là chai Unum Burn Not Today. Thì cái chai này mình cũng đã từng có review, thì cái video review của chai đó thì hơi fail. Nhưng mà nếu các bạn muốn thì có thể tìm lại trong channel của mình. Thì chai Burn Not Today là dựa trên câu chuyện về tên giết người Hannibal. Còn cái chai Unum này dựa trên cái tên của bộ ảnh nổi tiếng của tác giả Mario Giacomelli. Thì cái tên này dịch ra có nghĩa là tôi không có bàn tay để che mặt. Thực hiện vào năm 1961 khi ông tới thăm một cái nhà dòng ở nước Ý. Và đó là vào những cái ngày mùa đông thì tuyết trắng xóa, các cái linh mục trẻ chơi nô đùa ngoài sân. Thì ngoài cái vẻ gọi là uy nghiêm trong lúc làm lễ, thì cái lúc này ông nhận ra là các cái linh mục cũng có tâm hồn như những đứa trẻ con vậy, chơi đùa hết sức là vô tư và thoải mái. Tưởng là dựa trên cái áo chùm đó thì nó rất là giống với là cái nắp này. Toàn cái áo choàng lớn như vậy khi choàng lên người, nắm tay nhau chơi đùa ngoài tuyết thì sẽ không còn tay để che cái mặt và rửa cái mặt khi mà rất nhiều tuyết mồ hôi đọng trên mặt. Thì mình cũng tưởng tượng sơ qua về cái tên ấy vậy thôi. Ý tưởng chính xác thì chỉ có ông tác giả mới hiểu được. Ông đã phải trèo lên tới tận cái nóc nhà để lấy được những cái góc máy đẹp nhất cho cái bộ ảnh này. Đó là một cái concept hết sức thú vị của cái chai Unum này. Chúng ta sẽ đi đến phần mùi hương của chai này ha. Cái vòi của chai này thì xịt rất là mạnh và cái tia ra một cái vùng rất là lớn. Mới vừa xịt ra là chúng ta đã nghe được nó sọc lên một cái mùi rất là nồng của khói và quế. Chúng ta sẽ thấy là rất là cay và có một chút hơi kiểu tanh tanh nhẹ của cái mùi gọi là rong biển. Nhưng mà nó không phải tanh cái kiểu của chai tinh trùng Eldor Secretion đâu. Mà nó là kiểu mùi khói hòa quyện với là cái mùi tanh ấy, giống như là mùi mà đốt rong biển mà lên á. Cái mùi khói mà nó thêm một chút tanh tanh đó thôi. Để đưa ta đến ngay cái khung cảnh là các linh mục bên đốm lửa. Một cái khóm lửa chạy rất là lớn và chúng ta quăng rất là nhiều, giống như là đốt những cái loại gỗ rồi những cái có một chút cái rong biển rồi các cái cây mà nó còn tươi á,
đó, nó kiểu đó, cháy cháy lên thì có cái mùi rong rêu rồi mùi quế nó lên rất là đặc quánh, nó tỏa rất là mạnh ở ngay cái khúc đầu. Nhưng mà sau khoảng 1 đến 2 tiếng thì chúng ta như được cởi bỏ cái lớp áo choàng mà mùi cháy khét đó đi, và chúng ta bước vào bên trong của mùi hương này với những cái mùi hương nhẹ hơn và dễ chịu hơn, với lại các cái nốt như là thuốc lá, gỗ đàn hương và các cái loại hoa như là ylang, hổ phách và cỏ hương bài là vetiver, tạo nên chúng ta một cái khung cảnh vô cùng là ấm áp và dễ chịu. Còn lại của mùi hương này sẽ là một số các cái nốt ngọt ngào như là đậu tonka và benzoin là nhựa cây. Sau khi chơi đùa ở ngoài cái đốm lửa trại thì chúng ta vào một cái giáo đường với lại cái mùi incense, mùi khói thoang thoảng, cái mùi nhựa thơm được xông lên và một số các cái mùi đậu tonka nó rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mùi hương này thì đều có thể sử dụng được cho cả nam và nữ, tuy nhiên thì nữ thì sẽ là các bạn phải là rất là cá tính và mạnh mẽ. Trên da mình bám cực kỳ lâu, lúc nào cũng được trên 10 tiếng và tỏa rất là xa, mới xịt vào là có thể là từ đây mà hơn 2 mét là các bạn cũng đã nghe được cái mùi hương này rồi. Nó sộc lên rất là mạnh lúc ban đầu, nhưng mà sau này thì mùi hương nó biến chuyển khá là nhiều và tạo cho mình những cái cung bậc của mùi hương rất là khác nhau. Và sau này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Với giá thành nó khoảng là 5 triệu cho một chai 100 ml thế này thì mình nghĩ đó là một giá thành cực kỳ hợp lý cho một cái chai nước hoa mà có cái thiết kế vô cùng đặc biệt đến từ nhà Unum cũng như là nồng độ extra de parfum. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo các bạn là nên thử chai này trước khi mua, bởi vì cái mùi hương của nó là một mùi hương không hề dễ ngửi và mang cái tính chất rất là mạnh bạo, nên có thể các bạn sẽ hơi khó chịu một chút khi mới đầu ngửi. Nhưng mà đối với những người mà có gu hơi mặn như mình á, thì mình sẽ cực kỳ thích vừa cái thiết kế và vừa cái mùi hương của chai này, và vừa cái tên của nó rất là đặc biệt nữa. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những review lần sau. Nhớ like và subscribe cho channel của mình nhé.